Đây để chị hỏi Thảo Le cái này. Chị đố Thảo Le. Thôi. Chị đố em đi mà chỉ một chân chạm đất. Đi đi, đi một chân chạm đất. Đi đi. Không được chạm, chỉ một chân chạm đất thôi. Rồi đúng không? Như thế đúng không? Thế bình thường em đi như nào? Em đi đi lại bình thường đi. Thì là mấy chân chạm đất? Thật không? Em đi lại đi, em đi qua ra cửa đi. Em đi lại ra cửa đi. Em đi từ đây ra cửa đi. Đi bước đi bình thường, bước đi bình thường. Rồi, bước này. Đấy, thì là một lúc là mấy chân chạm xuống đất? Hai. Một lúc hai chân chạm đất. Một lúc hai chân chạm đất luôn, thật không? Bước này một, bước này chân này co lên là hai, bước chân này co lên đúng không? Thì là mấy chân chạm đất? Thế là bọn đấy vẫn phải co một chân lên để nhảy lò cò. Kiểu kiểu. Vẫn chưa nhận ra một điều gì. Nó vẫn chưa nhận ra điều gì đâu. Nhớ rồi. Một lần bước nghề là một chân chạm đất. Ờ thế sao vẫn phải co chân lên để nhảy lò cò? Nhìn qua cái lỗ mũi. Nhìn bằng mũi à? Rồi. Mai quay hai phim. Cả anh em cả Du Ký em bên anh em. Chắc em bên anh em. Bên anh em mà không có anh Hiếu thì quay anh em gì? Đúng lắm. Bên này có những ai? Bên có Hiếu, Thảo, Thùy Anh, Tuấn. Quân Trúc. Ừ. Bí Bách vai trưởng. Phải đợi thôi, sao đỏ làm gì có thằng sao đỏ nó tóc màu lông chó như thế. Và tìm gãy vừa mới họp một cuộc họp cuối tháng xong. Anh ơi. Rồi. Cả công ty đã về hết rồi. Xin chào mọi người. Đây là hậu trường gãy TV và gãy media. Này thì hậu trường gãy TV gãy media thật luôn. Nên là tìm gãy quay hai phim để chạy phim Tết cho mọi người đây. Chứ mà chúng ta là New Gem. Và bên này là Dương Bà Gà cùng với Nhung Duê và Hoàng Hư Hỏng. Đây là công viên Văn Miếu của Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mọi người ạ. Nó không có giá trị với Dương cắt đầu môi. Tôi không hiểu cái phong cách ăn mặc của nó là như thế nào. Mà nhà tàng hoàng thì rất nhiều tiền. Rai tiền. Mà nhà tàng hoàng thì lại rai tiền. Đây là cái góc cam này da của chúng mày xấu vãi. Thế nhìn ở ngoài nhìn nó không sần đấy, nhưng vào đây nhìn sần vãi, ngược sáng, ngược sáng. Có rồi. Đấy quay bên này xinh hơn, bên này ngược, bên kia ngược sáng xấu lắm. Nhưng bên này lại nhìn nó ngược của nó. Nhưng nó lại rất giá trị với tàu hoàng. Nên Nhung lại đem thân ra cho nó bắt cóc. Thế cái bộ nó không có giá trị gì với bố mẹ nó, nhưng nó lại rất giá trị với thằng Hoàng. Mà nhà thằng Hoàng thì đầy tiền. Thế đá đấy là mấy chục nghìn một viên nhỉ? Đá đấy mấy chục nghìn một viên nhỉ? Mà nó gắn phun đá luôn, phun móng luôn. Là lại trêu Nhung à? Hoa sáng của bên này. Trêu cái gì, trêu ngu ngu à? Biết. Nó trêu em ngu ngu à, nó trêu gì trêu. Ra ăn cắp. Chơi. Ở trong phim thì mọi người gọi Giang là Angry Birds. Rồi cắt. Rồi cảnh tiếp theo công viên thằng Dương gặp thằng Hoàng này. Mọi người hay gọi Giang là Angry Angry Birds mọi người ạ. Hả? Angry Birds mày giống cái con chim màu đỏ ấy, thề. Sao chị cứ nghe Dương với em nó gọi thế chứ công ty có ai gọi em thế đâu. Không, nhưng mà tao thấy mày giống thật. Con này đầu nó bảo là hỏng nhưng mà không hỏng mấy đâu. Em được. Lúc nào em cũng khó mà. Thực tại tất cả diễn viên này lấy lúc nào thật quay đầu Nhung mà hỏng á, đầu Nhung này giả vờ hỏng đúng không? Ai, Nhung em nó có con mắt tinh tường luôn. Ừ. Em thề. Em lạnh quá em thở ra khói à? Không,
nó nhìn ra hôm nó nhìn lên nó thốt ra một câu chuyện mà em đến bây giờ em vẫn phải nể phục. À. Yêu thế mà. Ừ, đúng không? Kể tao nghe với. Em là người biết. Kể tao nghe với. Mày phải kể chúng mày phải kể tao nghe với rồi tao cắt ngang. Trước khi thốt ra đây là đấy. Dương bắt đầu cầm máy để xóa file đấy. Đấy, cầm xóa hết file. Trong lúc Hoàng học thoại thì chị Nhung quay đây. Chị đố em đi được bằng đi mà chỉ một chân chạm đất. Đi ra đây. Đi cứ đi. Mấy bước đi. Một chân chạm đất đúng không? Rồi ok, rồi. Bước để chân xuống. Đi theo kiểu bình thường, đi bước như bình thường. Thêm mấy chân chạm đất. Đi bước như kiểu bình thường thì mấy chân chạm đất? Chỉ có một chân chạm đất xong rồi chân kia chạm thôi. Thôi đi mọi người ạ, à, đấy chưa? Như thảo lê thì nó không cay được nhưng con này nó vẫn lươn lươn. Đấy rõ ràng mày đi rồi đấy, mày đi mày ủng hộ hàng dép à? Bây giờ nhá, bây giờ nói tiếp này, bây giờ đứng trước hàng này. Bây giờ nói cho chị chữ Nhung Re. Nói cho chị chữ Coca-Cola mà mồm không chạm vào nhau. Coca-Cola mà môi không chạm vào nhau. Không chạm vào nhau á? Coca-Cola. Đâu? Coca-Cola. Đấy á? Đâu Dương? Coca-Cola. Cola. Cái Coca-Cola này Cola. Thì vô rồi. Em thi nó Coca-Cola bình thường. Coca-Cola. Ừ, thế có chạm vào nhau không? Không. Sao phải cố à, Coca-Cola làm gì? Cái bài test đột quỵ là đứng thế này khoảng 30 giây không ngã là thôi đừng có test mà đi thật luôn đấy. Có nguy cơ bị đột quỵ. Tao cứ thấy nó độc độc ạ. Học thuộc thoại cho em. Có nguy cơ bị. À đúng. Đẹp đẹp mà. Cái gì, cảnh đi từ trong quán này bảo đi sinh nhật hẹn Nhung rồi đúng không? Hẹn Nhung chưa? Hẹn Nhung rồi thì phải đẹp. Cặp mặt Hoàng cười say đắm đây này. Ừ. Đẹp trai sơ mi trắng các thứ. Tưởng Dương đang mặc kiểu gì á? Mọi người thấy Dương đang mặc kiểu gì á? Dương bảo là đi ăn cướp thì chỉ có ăn mặc thế thôi. Em phụ bạc. Cái dây giày nó vừa tuột. Không hiểu sao cái giày nó lại buộc dây như thế nhỉ? Mày nó cứ học hết cách buộc dây giày của em. Hả? Bởi vì không bao giờ, em không bao giờ em buộc dây giày. Chính vì thế mà giày ở nhà em bị thằng Bi nó xỏ đi rất nhiều. Ừ. Bởi vì không buộc dây giày. Chị ơi nó còn bắt rắn lên rồi. Ôi chết mẹ mày. Đây là New Gen, đội trưởng đội trông xe. Để trông xe đi, đừng làm má lên gì. Con xe đậu chị không mất đâu. À. Không đấy, không phải thừa đâu, chỉ đấy mà chỉ mình chân bị cắn, mấy bé đi, nắn được. Đây là Hoàng. Khi mà chân chúng ta quá dài. Cầm lên em. Anh biết. Ok lại là. Điều đó chứng tỏ. Ok. Trời. Cảm ơn em vì đã tới. Điều này chứng tỏ rằng em cũng rất coi trọng anh. Anh biết. Em cũng rất thích anh. Nhưng em là con gái. Ờ nhưng em biết rất thích anh nhưng em là con gái. Nên em ngại nói ra. Nhưng em là con gái nên em rất ngại nói ra điều này. Zoom cận vào em... cái làn da toàn tế bào chết. Bây giờ mình sẽ tròn tiếp Nhung dép đi, chị bảo đi thật đấy nhỉ. Cho nó đỡ ổn. Đấy. Ôn chim cho màu kìa. Rồi bây giờ đứng ở đây cho đẹp. Không ai lừa mà em gì. Không, đây gọi là những câu đố rất thú vị. Bây giờ nhá. Không, chị đừng đố em. Không, chị đố thôi. Bây giờ em chỉ cần em đi làm sao để cho một chân đố em làm sao đi một chân không chạm đất. Đi. Làm gì để một chân không chạm đất đi lên đây? Không. Ờ đi. Một chân không chạm đất. Thì làm như nào? Đi bằng tay. Mấy điền một chân không chạm đất mà. Đi. Nếu co chân lên nhảy gì? Co chân đi một chân nhảy gì? Một chân không chạm đất là đi như thế cứ xong rồi nhảy đi là một chân không chạm đất là được gì? Thì vẫn chạm gốc. Ok, nói chung là co chân lên như thế đúng không? Thế bây giờ em đi như bình thường đi. Em đi như bình thường. Bước chân cao lên, đi như bình thường, bước chân cao lên.
đi như bình thường, bước chân cao lên, bước đi. Đấy, bước như thế đúng không? Bước như thế, bình thường em bước như thế đúng không? Bước như này. Rồi đấy, thì là mấy chân chạm đất? Thật không? Khi mà em bước đi thì một chân phải nhấc lên, như thế mấy chân chạm đất? Một chân chạm đất. Thế sao bây giờ Vân ép vẫn phải co chân lên? Đâu? Bắt được rồi, nó nhanh á, nó nhanh, nó lại có cái gì rồi. Thôi mình lại ấm rồi, chúng mình lại ấm rồi, lại có đồ ăn cùng rồi mọi người ơi. Có đồ ăn cùng Giang ơi. Giang. Trong cái lúc mình đang tập trung quay phim. Ờ thì đau lòng chưa? Ôi anh đau lòng quá. Đau lòng đau ở đâu? Đau ở đâu? Đau 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 lên đây là đau đau phổi rồi bố. Là Nhung có đồ ăn. Nhung đâu nhỉ? Nhung đâu nhỉ? Nhung đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Em thấy anh đói. À em thấy anh đói. Chị gọi anh Đại ra quay đi. Nó vào đi. Nó vào. Thu, thu. Cắt vế của tao hết. Thu. Chúng mày tránh ra. Chúng mày tránh ra. Của tao hết. Trời ơi, cái anh nào mà cái nào mua đồ ăn cho Nhung kiểu mua cho học sinh mẫu giáo thế này? Đùa. Rồi hết cả mình đấy khổ. Đùa hết cả mình đấy khổ. kiểu hôn hôn vào cái bờ môi chứ đâu. Là, mày làm cho môi có ghi ra nghẻ gì ạ? Môi dày. Nhìn vào cái mắt tao khổ mày quá, kinh quá dưỡng ơi. Mắt đầu, mắt đầu, mắt đầu, mắt đầu. Chị mua con này ở đâu ấy? Đây mới nhìn thấy. Đi sáng lên mẹ. Đi đi, mua ở bên kia. Đi đi chứ còn mày còn mẹ đi sang đường được. Đi hết sáng đi. Chúng mình sẽ đi theo bọn này đi. Nhưng em chưa cảnh ở chung xe bà không mới mất chết. Thôi đi, xe của chị ơi mày đắt đấy. Xe của chị tận 15 triệu. Xe 15 triệu. Tận 15 triệu mày không biết à? 2 tháng lương đấy. Ta sẽ bên sang bên này để quay phim với cảnh Nhung Duê. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thầy Nhung Duê đã có một anh nào đó mang đồ tiếp tế đến cho. Nhưng mang đồ phong cách là một kiểu một sugar daddy nuôi con gái thì mới mua bánh mì với cả bánh mì gói với cả sữa Vinamilk thế thôi. Kiểu sugar daddy à Nhung? Không. Chú em. Chú. Thôi đi, sáng tao đi ăn sáng 7 giờ giờ trà nó đã mở rồi nhá. Cái anh gì đấy nhá, nếu mà anh xem vlog thì 7 giờ giờ em ra ở Giang. Em đâu ở đây này. Đấy có Quỳnh rồi nhưng mà thấy Nhung có người khác tặng quà vẫn đau tim. Đâu bên này mày, Quỳnh ở bên này. Đâu bên này. Bên đấy là lá lách. Chó. Ôi. Nhung ơi, sao lại để các cháu để vào giỏ xe chở đi chơi thế này Nhung ơi. Nhung ơi, Nhung. Nhung ơi quay phim em ơi. Nhung nói đi qua cái chỗ này phát là đường thò đầu từ đây lên luôn nhá. Từ chỗ đầm nền lên à? Đầm nền lên bò. Từ cái đầm nền á? Ừ, tao sợ là nó đéo nhận diện được khuôn mặt mày thôi. Chả nhận được à, nó vẫn là cái mặt. Nó vẫn. Nó nhìn kinh quá trưởng luôn, nó thề. Giống Giang nhỉ, mắt kiểu mắt lồi không môi dày. Mắt lồi môi dày giống Giang vãi. Bi ơi. Nó nghe thấy không? Đâu? Thằng này. Mang cũng biết à? Đây. Không, mày để cái mặt nó vừa đúng với mày, cái mặt mày đổi nó cứ lệch thế. Ngẩng mặt lên. Mẹ cái con này. Rồi, đấy. Thò lên. Không thò nhanh thế đâu. Thò chậm thôi. Đây, thò từ từ thôi. Đây kiểu như là mày thò hai cái mắt lên trước rồi. Thò mắt lên, nó còn biết không biết mắt ở đâu á. Được rồi. Nhìn kinh quá chảy lên. Đâu
Tao đi máy vào mặt mày luôn. Ừ. Ôi ngại ghê, không đi thì không được mà đi cũng không được. Đánh em cái em ngất đấy chứ. Cầm nhồi rẽ kìa. Đồng hồ đẻo. Chả còn cái gì người cả. May nó còn cái giấy khô. Còn cái giấy tay khô. Làm tay chụt chụt vào nhau là cái gì? Cái gì? À. Ôi, sao nóng vậy? À, nhảy cảnh à. Tí vẫn uống nước được mà, vẫn uống nước được mà. Giống mồm dạng vãi. Có ống hút. Dọa chẳng bố ạ, yếu rồi. Chào mọi người, bên này là team của hai anh em. Mới đâu, bố não đâu. Bố mất dạy đi em. Bố mất dạy. Dạ, phải tiếp không bảo đâu. Thôi, cố gắng quỷ ở đây một tí. Kiểu gì á, cô đã sẽ ừ, cô giáo tha mà. Nhưng mà tí về bố đánh em mới đau chứ. À, nhưng mà nó mất dạy thật đấy. Các anh bảo em Thảo, diễn Thảo Mai thì Thảo không phải diễn như mất dạy. Thảo không phải vào vai. Đừng mất dạy. 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 Nhưng mà sợ. Đừng mất dạy. Mày. Trời. Thôi chồng trời. Đây là phim hai anh em mọi người. Hôm nay team vẽ quay hai phim. Một phim Du Ký, một phim hai anh em. Ôi mày ra. À mày. Chết tao rồi. Nói chung là quy xin khán giả đây. Quy xin khán giả. Like và subscribe. Tôi quy xin các bạn. Cô biết cô đơn trong ba. Sợ hơn con này. Cô thử cũng xem sao. Cô hơn tìm chốn vui nào là xong. Tăng 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 như là tăng 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 này. Tăng rồi. Cái thằng kia nó cầm cây nó quấy quấy rồi.